Siêu thị Hồng Kông là siêu thị lớn nhất của người Việt tại vùng Atlanta. Chúng tôi chuyên cung cấp mọi loại sản phẩm thiết yếu trong đời sống hàng ngày với giá rẻ. Đặc biệt, các mặt hàng trái cây tươi được nhập về hàng tuần. Hải sản tươi sống được chọn lọc rất kỹ từ các nguồn cung cấp uy tín. Siêu thị luôn có những chương trình khuyến mãi giảm giá hàng tuần cho khách hàng thân thiết. Chúng tôi luôn cam kết phục vụ cho khách hàng và cộng đồng người Việt những sản phẩm chất lượng nhất. Song song theo đó, chúng tôi luôn có những bước cải tiến để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Hồng chỉ được xem như một địa điểm kinh doanh, siêu thị Hồng Kông cũng là một nơi mà bất cứ người Việt ở hải ngoại nào cũng muốn dừng bước để hòa mình vào một không gian thân thuộc như ở quê nhà. Hồng chỉ mang tính chất kinh doanh thuần túy, siêu thị Hồng Kông luôn ủng hộ cho những hoạt động cộng đồng tại địa phương và cũng là một địa điểm tổ chức các hoạt động truyền thống trong những ngày lễ lớn của người Việt Nam. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn sự ủng hộ của cộng đồng Việt Nam trong thời gian qua. Siêu thị Hồng Kông sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ cộng đồng ngày càng tốt hơn, để đạt được và giữ vững sự tín nhiệm của khách hàng.